nghe lời khuyên thiền rất may. Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành, ngày ngày tập sửa tánh thành, đêm đêm tự tình tu hành, ăn năn một là hối ngộ tội căn, hai là cầu đằng siêu thân cầu quyền, đương sanh hạnh hưởng phước duyên trong nhà già trẻ miên miên thay bình. Sao dầu đến chốn diêm đình, linh hồn trong sạch nhẹ mình thành thơi, luân hồi trở lại trên đời, tiền công thì cùng Phật trời thường giàu dân mạnh thánh nhà.